Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, vợ kịch cuối cùng cũng hạ màn. Dương Mịch và Lưu Khải Uy thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn hôm ngày 22 tháng 12. Họ là cặp sao đầu tiên của Trung Quốc tuyên bố ly hôn ngay sau ngày phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt. Chiều ngày 22 tháng 12, công ty quản lý của dương mịch và lưu khải uy xác nhận cặp sao đã ly hôn họ cho biết sẽ quay trở lại mối quan hệ đồng nghiệp và cùng nhau nuôi dạy con gái đây là điều không gây nhiều bất ngờ bởi 4 năm trở lại đây dương mịch và lưu khải uy đã sống như người dưng ngày cặp sao thông báo ly hôn dương mịch bận quay phim ở thanh đạo trong khi đó lưu khải uy đang chăm sóc con gái và bên gia đình ở hồng kông trên weibo biên kịch vô chính gọi hôn nhân của dương mịch và lưu khải uy đơn giản là một màn kịch Cuộc đời như vợ kịch, vợ kịch cũng là cuộc đời. Kịch bạn này đã sớm biết diễn đến một màn như hôm nay cũng đủ khiến người khác tổn thức rồi. Vu Chính viết, Vu Chính có lẽ hiểu quá rõ màn kịch đó, bởi biên kịch nổi tiếng này chính là người giúp Dương Mịch thành ngôi sao sau cung tỏa tâm ngọc. Tuy hai nhưng là một, Dương Mịch và Lưu Khải Uy là cặp sao được yêu thích, có danh tiếng tại Trung Quốc. Họ gặp nhau lần đầu khi tham gia phim Đại đường Nữ tướng Phản Lê Huê. Nhưng lúc này hai người chỉ là đồng nghiệp. Lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy anh ấy quá hiền, cái gì cũng đồng ý, với ai cũng tốt. Tôi nghĩ anh ấy thật sự là người lèm chán. Dương Mịch kể, tình yêu chỉ thực sự nảy nở khi Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy tái hợp lần thứ hai trên màn ảnh với phim Như Ý. Phim quay vào năm 2011, theo trang 163, chuyện tình cảm giữa hai nghệ sĩ bắt đầu tiến triển sau đó. Lưu Khải Uy xuất hiện trong MV mới của Dương Mịch Tháng 10 năm 2011, họ đã bị bắt gặp tay trong tay trên phố. Lúc đó, Dương Mịch vẫn phủ nhận chuyện hẹn hò đàn anh. Mọi người đồn đoán như vậy, làm sao tôi có thể cưới chồng được, cô nói. Tháng 10 năm 2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy xác nhận chuyện đang hẹn hò. Một năm sau, họ gây bất ngờ khi tuyên bố đã đăng ký kết hôn và sắp tổ chức lễ cưới. Tháng 1 năm 2014, hôn lễ được tổ chức long trọng tại đảo Bali, Indonesia. Dương Mịch sinh con gái đầu lòng vào tháng 6 năm 2014. Hai vợ chồng mở công ty chung, cùng đưa ra các thông cáo về công việc và nghệ sĩ mới. Dương Mịch nhiều lần khẳng định cô với Lưu Khải Uy, tuy hai mà một. Chuyện tình của họ được ca ngợi đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, nhưng sau hôn nhân lại là chuỗi ngày không còn êm ả. Cuộc sống vợ chồng của họ hóa ra kịch tính, căng thẳng hơn phim truyền hình. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ Nữ diễn viên sinh năm 1986 là người tham vọng, không thể vì chồng con mà bỏ đi cái tôi. Ngay khi mang bầu, cô vẫn miệt mài đóng phim, sinh con gái tiểu gạo nếp. Cô không chú tâm chăm sóc con nhỏ mà vẫn quyết phát triển sự nghiệp. Tôi không cho rằng gia đình là dây thừng trói buộc sự nghiệp. Chúng tôi cưới nhau vì yêu và hôn nhân phải là động lực để cả hai cùng làm tốt hơn trước. Dương Mịch khẳng định trên Sina, bỏ con và ngoại tình Tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn lan truyền từ đầu năm 2015, ngay sau khi nữ diễn viên sinh con gái. Chúng tôi rất tốt, đừng có làm rối lên mọi chuyện. Dương Mịch phản bác trên Weibo vì tin đồn ly hôn. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Mịch lên như diều gặp gió. Cô còn có ý chuyển sang sản xuất phim ở tuổi 32. Nhìn cô khó ai tin rằng đây là người phụ nữ đã có gia đình. Kể từ khi sinh con gái, Dương Mịch để con cho ông bà nội chăm sóc số lần cô gặp con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tết năm 2016 về Hồng Kông, nữ diễn viên người phiên dịch ở với con chưa đầy 8 tiếng đã rời đi. Trong đó, thời gian di chuyển từ sân bay đến nhà Lưu Khải Uy cũng tốn cả tiếng đồng hồ. Thời gian hai mẹ con gặp gỡ chỉ khoảng 3-4 tiếng, vừa đủ hỏi han vài câu, đưa bánh và quà rồi bỏ đi. Những buổi tiệc có mặt hai bên gia đình, Dương Mịch luôn né tránh xuất hiện Gia đình Lưu Khải Uy chán trường với cô con dâu điệu đà và không nghĩ đến chồng con. Mẹ Lưu Khải Uy là người đưa đón cháu gái. Bố của anh ấy thường xuyên nấu nướng cho cháu. Họ bất lực khi Lưu Khải Uy không bảo ban được vợ. Nguồn tin thân cận chia sẻ với On. Nữ diễn viên còn vướng tin đồn nảy sinh tình cảm với bản diễn Lý Dịch Phong. Trùng săn tin chắc vị viết, hôn nhân của họ như đèn dầu đã cạn. Chỉ chờ ngày công bố. Tất nhiên, một lần nữa phía hai nghệ sĩ khẳng định chưa bao giờ xa nhau. Dương Mịch không quan tâm đến gia đình, Lưu Khải Uy cũng dần sống như một gã đàn ông độc thân. Anh không hỏi han cha mẹ bên vợ. Năm 2016, Lưu Khải Uy và nữ diễn viên Vương Âu bị bắt gặp ở cùng phòng khách sạn đến 3 giờ sáng. Họ lấy lý do đọc kịch bản chung để tránh những chỉ trích từ công chúng. Giữa sóng gió đời tư, Dương Mịch bình tĩnh trả lời tin tưởng chồng tuyệt đối. Cô mô tả hai người không gặp nhau nhưng luôn dành cho nhau tình yêu và sự tin tưởng. Hôm 21 tháng 12, trên mạng phao tin Lưu Khải Uy và Dương Mịch sắp công bố ly hôn. Chiều cùng ngày, phía công ty của Dương Mịch và Lưu Khải Uy phản bác tin đồn này và khẳng định những thông tin sai sự thật khiến hai nghệ sĩ mệt mỏi. Vậy mà vào chiều ngày 22 tháng 12, công ty đưa ra thông báo chính thức về việc ly hôn. Trên Weibo, nhiều cư dân mạng cho biết không còn đủ quan tâm để bình luận nhiều về sự thay đổi nhanh chóng của hai vợ chồng. Họ chế nhạo rằng đã theo dõi vợ kịch này đủ lâu đủ nhàm chán và chỉ mong đến hồi kết. Hôn nhân Dương Mịch, Lưu Khải Uy vướng mắc nhiều vấn đề về tài chính khi cả hai chung công ty và nhiều quyền lợi khác. Khi tình đã dứt mà tiền còn đang tranh cãi, họ đã cố ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng để giải quyết chức điểm. Trên Sina, một độc giả chế nhạo: "Hôn nhân của giới nghệ sĩ thật thật giả giả, không biết thế nào mà tin."